lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 10, tháng Thiếu, là ngày cúng hội thường lệ theo giáo lý khất sĩ. Tức là bên khất sĩ thì thường cúng giữa tháng và cuối tháng, chứ không phải cúng mùng 1. Đó là theo thời Đức Phật còn tại thế bên Ấn Độ, tức là giữa tháng và cuối tháng. Chúng ta biết rồi là đối với Đạo Phật thì vấn đề pháp lý là vấn đề quan trọng hơn hết. Đó chính là cái sự hiểu biết của chúng ta. Sau khi chết rồi thì cái hiểu biết này còn lại, nó nằm trong linh hồn của chúng ta, mà thường thường chúng ta kêu là thần thức hay a lại gia thức hay là linh hồn, thì cái đó tùy theo danh từ. Nhưng cái quan trọng nhất là Phật tử phải nắm được cái thần thức hay cái linh hồn mày ngay trong lúc này. Thì tôi thấy nhiều người đến tôi hỏi không ai biết. Mình sống mà không biết cái linh hồn mình. Có người nói chết là hết, không có linh hồn. Bên linh hồn nó rất là khó thấy, mà nó còn sống hoài, nó không bao giờ chết. Còn cái thể xác là phải chết thôi. Thì tôi thường thí dụ cái linh hồn giống như cái dòng nước. Nó đứng lặng mà nó chuyển biến trôi chảy. Rồi do cái tham sân si, tức là cái gió bắc phong, nó làm cho cái dòng nước linh hồn hiện ra những luồng sống. Người ta, trâu, bò, heo, chó, tất cả những cái này là huyễn hóa, tức là không thật. Thì nếu có tướng rồi thì phải có sanh, có già, có bệnh và có chết. Nhưng cái dòng nước linh hồn nó không bao giờ sanh, già, bệnh, chết. Chính cái sống này nó mượn cái dòng nước linh hồn để nó tạo ra hình tướng. Rồi do cái sự vô minh, tức là lờ mờ, không sáng, chúng ta nhận cái lượng sống này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cho nên chúng ta mới luân hồi trong cái sự đau khổ. Chúng ta mới thấy mình có sanh, có già, có bệnh và có chết. Thì cái đó ai cũng phải sanh, già, bệnh, chết. Dầu Đức Phật, nếu Ngài hiện tướng là lượng sống người ta thì phải theo cái định luật của người ta. Nhưng mà ngay trong cái sống này có cái dòng nước trong đó. Dòng nước này không riêng cho ai hết, mà nó chung cho tất cả, chung cho tất cả mọi người. Ai nhận được cái dòng nước này, chính dòng nước là ta, của ta, tự ngã của ta, thì chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ và tại đây. Ngay bây giờ và tại đây. Nhưng than ôi, cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, chúng ta cứ chấp cái xác thân hiện tại là ta, của ta, tự ngã của ta, thì cái dòng nước linh hồn cũng ngay trong xác thân này, mà nó không có hình, không có tướng. Hay đúng ra thì nó có cái hình nhưng mà chưa có tướng. Có tướng thì thành sống. Thành ra chúng ta phải tu tập làm sao để nhận được nó ngay trong hiện tại, nhất là thời buổi mạt pháp này. Thì tiện nghi nhiều quá. Tiện nghi là để thỏa mãn cho cái xác thân bên ngoài này. Xác thân bên ngoài thì chúng ta dễ thấy. Mà ác nghiệt thay, chúng ta có tới ba thân, có ba cách nhìn về xác thân này. Cái xác thân thứ nhất là cái nhìn bên ngoài mà chúng ta dễ thấy. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái đầu, cái óc. Thì nó chuyên ăn về bên ngoài, tức là sắc đẹp, tiền tài, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Ta kêu đó là ngũ dục, năm cái ham muốn của chúng ta. Mà nhất là thời buổi này, sự ham muốn nó lên cao tột cùng. Vì khoa học đã giúp cho nó tạo ra nhiều cái tiện nghi.
thì quý vị sẽ thấy thời bây giờ quý vị nhiều tiện nghi hơn ông bà cha mẹ mình hồi xưa. Thành ra người hồi xưa tu rất dễ. Đức Phật biết trước rồi, Ngài cứ năn nỉ, kêu gọi trong tất cả kinh, chúng ta hãy sống thiểu dục tri túc, là ít muốn và biết đủ, thì cuộc sống dễ dàng và chúng ta sẽ nhận được cái dòng nước ngay trong lượng sống này. Nhưng chúng ta lại đi ngược chiều, chúng ta chạy theo vật chất. Thì cuộc sống chúng ta giàu đời đời kiếp kiếp, có Phật ra đời hay không ra đời, kiếp sau này cũng có bốn điều thôi. Một là ăn, hai là mặc, ba là chỗ ở, bốn là bệnh hoạn. Còn ngoài ra là không còn cái thứ năm nào nữa. Thế mà chúng ta lại tạo ra biết bao nhiêu cái để chúng ta hưởng thụ. Thí dụ ăn thì chúng ta biết rồi, là để thỏa mãn cái xác thân này đừng có bệnh hoạn. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Ở ngoài đời người ta thường nói như vậy. Ăn để là sống thì tức là ăn sao đơn giản cho cái xác thân này đừng có bệnh hoạn. Thế mà chúng ta sống để mà ăn, để mà hưởng thụ. Cũng như bên ăn mặn thì ăn nào, thịt chó, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, còn đủ thứ nữa. Cho đến tất cả những cái động vật nào chúng ta đều ăn được hết. Đi vô thôn quê thì mới bị biết ăn cái con sùng, con gì đó không biết, tôi thấy ở dưới đất nó đào lên, nó bỏ nhóc một thùng. Tôi hỏi đem về làm cái gì, nó có cái cức của nó nằm ở trên đầu á, có cục đen đen nặng bỏ. Thì tôi nói cái này đem về làm gì, nó nói ngon lắm. Dân tộc thiểu số mà, nói cái này chiên bột ngon, mắc tiền lắm sư ơi. Tôi thấy là tôi gớm mà, thế mà họ ăn. Họ ăn tới bất cứ loài vật nào như con khỉ cũng ăn tới ốc nó. Hồi lúc tôi còn đi học đó thì mấy bạn ấy biểu đủ lên nhà hàng Đồng Khánh đó. Con khỉ để nhốt trong đó rồi lấy cái dao bén nó chẻ cái đầu ở trên, nó còn sống nhăn à, họ mốt lấy cái ốc đó ăn với muối tiêu chanh gì đó không biết. Tôi không dám đi, tôi nói cũng tôi chưa có ăn chay, lúc đó cũng còn ăn mặn thôi. Nhưng mà cái tâm từ của mình nhiều kiếp rồi, mình thấy sao mà con người quá ác, quá ác. Rồi thì chúng ta phải hiểu. Thành ra mười Phật tử là thứ nhất là bốn vấn đề ăn mặc ở bệnh phải trở lại đơn giản. Tức là sống làm sao để chúng ta nhận được cái linh hồn của chúng ta. Mà nếu chúng ta chạy theo cái lượng sống xác thân thì cái linh hồn nó cũng ở ngay đó nhưng mà không bao giờ nhận được. Thành ra bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là vĩnh viễn không thành Phật, vẫn nằm trong đau khổ. Đó là cái điều mà Phật tử phải để ý. Còn mặt cũng vậy. Mặt thì theo Đức Phật nói người nam 2 bộ, người nữ 3 bộ là đủ. Nhưng bây giờ không có dù 2-3 đâu. Người nam thì ít, có khi 4-5 bộ. Người nữ thì thôi khỏi nói 30-40 bộ. Đó là chính người Phật tử nữ nói với tôi đấy. Ai vợ chồng mà kỳ mà mấy cái nạn mà bạo lực miền Trung đó, thì đi mà kêu là cho đồ á, thì ông chồng ông nói ông có 4-5 bộ à. Thì tôi nói ông giữ lại 2 bộ thôi, còn bao nhiêu cho đi, người ta nghèo quá. Ông nói được, ông giữ 2 bộ thôi. Rồi nói cô bạn bao nhiêu, nói nó tới 40-mấy bộ xưa ấy. Tôi nói trời, một người mặc tới 40-mấy bộ. Rồi tôi năn nỉ hỏi cô chỗ cho bao nhiêu. Cô nói giờ sư theo con thấy là để lại bao nhiêu. Tôi nói cô chừng 3 bộ thôi. Nó không được, con phải 5-6 bộ. Con cho chừng 30-40 bộ thôi, không cho trên nữa là không được. Thì chúng ta thấy là do cái chỗ đó mà chúng ta khổ. Bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào cái ăn, rồi tới cái mặc, rồi cực cái thân này. Thì Phật tử, người Phật tử phải hiểu ăn là để sống, chứ không phải sống là để ăn. Mặc là để ấm cúng, đặng tránh cái lạnh, cái nóng, chứ không phải mặc mà để trưng diện, xe xua cái xác thân này, đủ kiểu đủ mốt, cổ vuông, cổ tròn, cổ méo gì đó đủ hết, áo dài, áo ngắn, và áo phết đất. Thì cuối cùng là cũng cái xác thân hôi thối này thôi. Chúng ta phải nhớ cái chỗ đó. Thì Đức Phật họ gặp cái cô gì đó, cổ rất là đẹp. Nghĩa là chính ông vua
lời cưới cổ mà cổ không chịu. Cổ muốn đòi là một chàng trai đẹp trai mà cổ lựa cho đúng đắn. Chính nước, chính vua thấy cổ đẹp quá mới lời cưới hỏi. Mà cổ thì dĩ nhiên nhà giàu, phước báo đầy đủ. Ông cha, bà mẹ đều là những người toán số, tức là biết coi, coi tướng chàng rể đấy. Thì bữa đó Đức Phật đi bát, ngài đi tới đó rồi đi huốt được cái bàn chân của Phật, thì nó có những cái lưng xa, những cái dòng đó theo cái tướng số, thì cái đó là quý phái lắm. Thì bà vợ đi ra cái thấy đó, ông ơi ông đã coi cái vị Đức Phật đi trên cát đó, thì nó có những cái đồng lưng xa dưới bánh xe đó, ở dưới chân ngài. Tôi chưa từng thấy ai mà có cái tướng như vậy. Tướng này đó là phải là giàu sang, đẹp trai và đủ đức tốt. Thì ông chồng ra coi, cái ông ra ông nói trời, cái tướng này khó thấy. Bây giờ mình đi coi mặt đó, mình làm cái rể quý cho mình, con gái mình nó cũng lựa, nhưng mà gặp ông này chắc nó thích thôi. Mặt mũi chưa biết, nhưng mà thấy cái tướng này thì cái mặt phải đẹp nhất trần gian. Thì ông chồng coi lại nó không được, bà ơi, cái tướng ông này thì đẹp trai đó, nhưng không bây giờ có gia đình đâu. Cái ông này thì có sanh ra là làm pháp pháp vương thôi, tức là vua pháp chứ không phải vua trời đâu, mà bà mong rằng cưới con gái mình. Nói ấy, ông đi coi rồi ông thử coi như thế nào để hỏi thử người ta. Thì Đức Phật đi mà đổi xa rồi, hai ông bà mới chạy theo. Thì ông mới lễ Đức Phật, xin để bác hỏi ngài ở đâu. Thì sau khi nói chuyện qua lại rồi, ông mới là kêu bà về, bà kêu con gái bà sửa soạn ra đây. Ha, thì cô nàng nghe nói thì sửa soạn thì còn đẹp, còn hơn tiên trên trời mà rớt xuống nữa. Nhưng mà đối với một vị Phật, một người đã thấy rõ tam giới rồi, tất cả cái xác thân con người cũng giống như là bây giờ chúng ta dùng cái quan tiếng ít để chiếu vào con người mình đó, thì thật sự nó không phải là xương thịt da, mà nó chỉ là những cái di trùng, những cái điện tử âm dương đang kết hợp lại thôi. Thì cái nhìn của Đức Phật mà còn hơn đó nữa, nó hơn nhau ở cái nhìn. Thành ra cổ sửa soạn là nũng nỉu ra lễ Đức Phật để mà cầu hôn. Thì Đức Thế Tôn chúng ta mới nói, cô đừng có tưởng là đẹp, cái thân của cô là bên ngoài bọc cái da, cái bên trong là máu mủ xương hôi tanh. Cái cơ thể cô đó là giống như cái ống cống ngài nó rỉ ra, như chính cái lỗ cống, hai mắt, hai lỗ tai, hai cái miệng, ha, rồi cơ thể cô nữa, rồi đường tiêu đường tiểu nữa. Đức Phật ngài nói trắng trợn ra hết, dù đẹp cách mấy thì hai con mắt cũng ghèn không, hai lỗ tai cũng cứt ráy không, hai lỗ mũi cũng cứt mũi không, trong miệng cũng đờm nhớt, mà tới chừng bệnh nó còn hôi dữ nữa, còn cái lỗ tiểu lỗ tiêu nữa, thì làm sao mà chịu nổi. Thì sau khi cổ nghe cổ giận, cổ bỏ đi về một nước. Thì cổ mới bắn tin cho cái nước giàu nhất, cái nước mà giàu mạnh mà vua đẹp trai, để lời cầu hôn với cổ. Thì đại khái nói vậy. Sau khi cầu hôn rồi đó, thì cổ mới cho người đi thỉnh Đức Phật về đó để thuyết pháp. Thì về tới đó là cổ mướn mấy vô côn mà chửi Đức Phật, chửi mạt sát đó. Nghĩa là bao nhiêu vô côn ở trong nước của cổ đó, cổ cho tiền làm sao mà hạ Đức Phật xuống, nếu cần giết luôn cũng được. Thì chúng ta thấy là mà thời xưa thì nó tự do. Thì Đức Phật A Nan mới biết cái nghiệp mình vậy, và qua để độ đó, ngài mới thỉnh ngài đi qua đó. Thì qua thì tất nhiên sớm giống vô côn ở trong nước, bao nhiêu mà tay chửi lộn mà giỏi nhất đều đến để mà hạ mạt Đức Phật. Thì nó chửi thôi đủ thứ cách, A Nan chịu không nổi. A Nan nó bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi đường khác, không nên đến nước này nữa, nước này dữ quá đi. Nó chửi mình mà nín thinh, nó dám nó đánh tới mình nữa đấy. Rồi Đức Phật mỉm cười, ngài nói bây giờ A Nan ơi, nếu ở đây mà chửi mình đi chỗ khác rồi bị chửi nữa, rồi con nghĩ sao? Nói thì đi chỗ khác nữa, nói chỗ khác người ta chửi nữa, rồi con nghĩ sao? Nói thì đi chỗ khác nữa,
Rồi đến cái chỗ nào mà người ta kính trọng mình, chẳng hạn như Đức Thế Tôn có nhiều nước, hầu hết là kính Đức Thế Tôn, chẳng hạn như là vua Ba Tư Nạc, vua A Xà Thế, tất cả những cái nước đó đều rất là tôn kính Thế Tôn và năn nỉ Thế Tôn trở về đó, mà Thế Tôn không chịu. Có nước này nước lạ quắc, mà Thế Tôn đi đó mà dân là đa số dữ dằn vô cùng. Rồi Đức Phật mới nói, nếu con là một vị lương y, con có khi nào đề bản là con trị bệnh những người nào mà ít ít có bệnh, còn những cái bệnh nặng thì vị lương y này không có trị, chỉ bị những bệnh nhẹ thôi, thì có khi nào con đề bản như vậy không? Thì A Nan nói không, phải ưng y, mà nếu mà thương tất cả người bệnh thì bất cứ bệnh nào cũng trị, và bệnh càng khó khăn chừng nào lương y càng cố gắng chừng ấy. Thì Đức Phật nói ta cũng vậy, ta ra đời cũng giống như lương y mà đi trị bệnh cho mọi chúng sanh, thì ta không thể đề bản là chúng sanh nào bệnh nặng khó trị ta từ chối, mà những cái đó ta lại càng cố gắng trị cho hết, còn những người dễ trị thì để cho mấy lương y thường người ta trị, còn những cái bệnh nặng khó trị thì chính Đức Phật, bức lương y tài giỏi phải ra tay cứu giúp. Thì sau khi lời đàm phán như vậy thì giữa hai thầy trò, thì tụi ngoài mấy tụi vô côn nó nghe được, nó nghe được rồi nói, bây giờ A Nan nói giờ trước vậy mà nó cứng đầu, nó cứ chửi hoài Thế Tôn làm sao, nó đánh mắng Thế Tôn nữa. Thì Ngài nói nếu mà lương y thì đâu có sợ những cái đó, đắng là nó chết thôi, nhưng mà cái linh hồn Thế Tôn là bất diệt. Thì Thế Tôn ra đời là để vấn đề đó. Thì nếu mà nó có đánh mắng thì Thế Tôn cũng bỏ cái xác này thôi. Thì nghe rồi cái tụi ngoại đạo nó ra nó lại Đức Phật liền. Nó nói tụi tôi mà đánh mắng Ngài tôi đâu có thù oán gì, nhưng chính Hoàng hậu ở đây sai tụi tôi, Hoàng hậu ở nước này. Còn biết Đức Thế Tôn có nhớ Hoàng hậu này không? Đã gặp Thế Tôn rồi lại Thế Tôn và xin cầu hôn với Thế Tôn. Thế Tôn đã nói thẳng vào mặt cô, cái thân cô là cả một cái giòi, một cái di trùng thúi hôi hám như chính cái lỗ cống. Do Đức Thế Tôn nói thẳng quá cho nên bà thù oán tới bây giờ. Thì Đức Phật mỉm cười. Đó thì cái câu chuyện nó còn dài, nhưng mà nhờ cái sự nhẫn nhục, Đức Phật nói cái nhẫn sẽ qua hết. Cái gì người ta chưa hiểu mình nhẫn tới thời gian cho người ta hiểu được, sau đó Hoàng hậu cũng hiểu được, rồi bắt đầu quy y Tam Bảo và sau cũng đắc, nghe bài pháp đầu tiên đắc thánh quả nhập lưu. Thì câu chuyện nó như vậy. Thì ở đây tôi muốn nhắc nhở chư Phật tử là mình phải hiểu sự thật về cái xác thân mình. Mà hiểu sự thật là hiểu làm sao? Thì trước tiên chúng ta phải học qua giáo pháp. Giáo pháp là cái khó khăn nhất, thì đối với đạo Phật chỉ có giáo pháp là trên hết. Trong tất cả bố thí thì tài thí, pháp thí, vô vi thí, thì cái pháp thí là quan trọng hơn hết. Tài thí là thí về tiền bạc, cho người ta tam thiên thất bảo, nhạo thí thì ba, cho người ta cả tam ba cõi, vàng bạc lưu ly pha lê bát quá, chỉ cứu được cái thân thôi trong kiếp này. Thành ra quý vị đi bỉ lạo đi giúp đỡ người ta thì quá là giúp đỡ cái thân này trong một vài tháng, một năm hoặc suốt đời người đó. Nhưng khi bỏ xác người đó phải vẫn mang xác thân khác, thì cái đó nó không quan trọng lắm. Vô quý thí là đem cái không sợ cho người khác, cái này thì khó làm đấy. Cũng như Bồ Tát Quan Âm, người ta bị lửa cháy nước trôi thì mình tưởng nhào do đó sống với cái cảnh khó khăn, nếu cứu người ta không được thì mình và người được cứu, cả hai đều chết hết. Chúng ta thấy khó làm, mà Đức Phật nói so với cái pháp thí không bằng một cái lai, không bằng một phần tỷ cái pháp thí. Tại sao vậy? Cứu người đó thì cứu ở một cái đời này thôi, họ sống được kiếp này, nhưng mà không biết rồi cứu họ, họ làm ác, làm tội thêm nữa, thì cái cứu mình vô ích mà vô tình hại cho người đó. Còn cái pháp thí đó là giúp người ta cái lời nói, cho người ta nhận được cái bất tử ngay trong cái xác thân sanh tử này. Nhận được cái bất tử thì họ vẫn sống, nhưng họ không dính mắc vào cái sanh tử nữa.
thì cái đó là cả một cái vấn đề khó khăn. Mà thời Đức Phật 62 tôn giáo bạn chưa có ai nhận được cái bất tử. Ngay trong cái sắc thân sanh tử này, nó đê tiện, nó xấu xa thì được cải sửa thành nó cao thượng, nhưng mà vẫn nằm trong cái dòng lẫn quẩn của sanh tử. Đức Phật không chịu. Cho nên sau khi xuyên qua 62 tôn giáo, Ngài không tìm thấy con đường bất tử trong cái sanh tử này, Ngài phải tự tìm lấy. Và cuối cùng sau 49 ngày đêm nhập định, Ngài đã thấy được cái bất tử. Thì Ngài lấy làm lạ, cái bất tử ngờ đâu nó nằm ngay trong cái sanh tử. Cái mà tôi muốn nói là cái bát nhã và cái tư tưởng. Thì chúng ta tưởng đâu là Niết Bàn nằm ngoài cái cõi đời này, nó đâu trên chín tầng mây. Từ xưa giờ chúng ta cứ nghĩ vậy, nhưng mà thật ra không phải vậy. Và nhất là thời buổi này chúng ta được mang thân người, thì chúng ta đã qua cái thân cỏ cây, trâu bò heo chó, từ loài thú nhỏ lên tới loài người. Thì Đức Phật nói chỉ có con người mới có thể thành Phật được, người và trời mới có thể thành Phật được. Thì cái cõi trời vô sắc là khó thành Phật, bốn đường ác là khó thành Phật. Thì cái đạo Phật luôn luôn là cái đạo trung đạo, mà trung đạo tức là trời sắc giới. Thì quý vị giữ ba giới, năm giới rất khó mà thành Phật. Người giữ mười giới trở lên thì quá cao, cũng khó mà nhận lại cái bất tử. Thành ra ngoài người ta thường, Đức Phật thường nói, cái người nghèo quá là không thể giải thoát, còn những người giàu quá cũng không thể tu được. Tại sao vậy? Nghèo quá thì chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, làm sao đủ thời giờ mà vô đây để nghe Pháp. Nếu vô đây nghe Pháp rồi về lấy cái gì ăn? Nếu một gia đình mà có 7-8 con nữa, thì bây giờ phải đi làm nuôi nó, mà vô đây ngồi nghe Pháp chừng tiếng 2 tiếng như vậy về cặp đất mà ăn. Rồi con cái nó nheo nhóc rồi làm sao? Thì nó quá nghèo là không thể tu được, thiếu phước, thiếu phước. Còn những người quá giàu, phước quá đầy đủ thì không chịu tu, bởi vì tu là phải đơn giản. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, tức là giường mà nệm ấm chăn êm là không được. Không nghe xem hát múa, không được coi truyền hình, không được đi đám cưới, đám đông, không được yến tiệc linh đình. Không trang điểm nữa, thì chúng ta thấy là khó. Cái mặt bây giờ tôi thấy có nhiều người năm giới, tám giới mà mặt đồ như tơ lụa, nó sáng trưng ra tới ngoài mặt trời nó chiếu làm như là nhiễu len vậy đó. Chúng ta rất thích, nó trơn láng mịn màng. Thì người tám giới là phải bỏ thôi, mà giờ có nhiều người già lại thích mặc như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái ăn mặc ở bệnh là cả một vấn đề khó khăn. Nếu mà chúng ta sống vậy thì cuộc sống không có đơn giản, rồi làm sao mà ngồi thiền? Mà ngồi thiền không được lâu thì làm sao mà chiêm nghiệm cái giáo pháp mà mình học hỏi được? Mà nếu không chiêm nghiệm giáo pháp thì mình làm sao có cái trí tuệ để mà đừng dính mắc vào cuộc sống này? Thành ra Đức Phật ra có ba điều: một là giới, hai là định, ba là huệ. Thì ở đây tôi thấy đa số giữ giới rất hay và có giáo pháp. Tôi cố gắng trong bốn mấy năm trời, tôi trăn trở vấn đề đạo Phật. Tôi vô tôi biết đạo người trời rồi, tôi tu tiên mà, thì nó cũng cao nhưng mà không phải đạo Phật. Nó chú trọng về cái sắc thân. Tôi rồi đó cũng chú trọng về sắc thân, làm sao cho sống lâu. Mấy ông tiên nào nấy sống cả 500, 700, 1 triệu, 1 tỷ tuổi. Nếu mà lên tới cõi trời sắc giới vô sắc nữa, sao tôi dễ giảng mấy vị sẽ thấy. Nếu đó mà chịu qua đạo Phật thì rất mau, vì cái thức rất là trong sáng. Nhưng mà dễ gì qua, mình bằng với Như Lai rồi, mình bằng với A-La-Hán rồi, cần gì phải qua nữa. Thành ra cái trí tuệ không có, cái thần thông thì có, cái tư tưởng thì cao, nhưng mà cái trí tuệ nó không phải là tư tưởng. Rồi chúng ta cứ lầm ở trong đó rồi có an trú trong tiên, mà chúng ta thấy 1.000 tuổi, 1 tỷ tuổi thì tuy so với cõi người thì nó nhiều,
Còn so với những cõi cao thì nó thấp thôi. Chẳng hạn như thế giới này chúng ta 100 tuổi chúng ta thấy là dài, nhưng lên cõi trời sắc giới đó có một ngày thôi. 100 năm trên này bằng cái cõi trời sắc vô sắc đó một ngày, ở trên đó người ta bằng dưới này 100 năm. Cái đó mà chúng ta học theo qua khoa học này chúng ta thấy cái chuyển biến. 100 năm là ngắn, một ngày dài ghê. Thì chúng ta phải hiểu cái thời gian là do cái nhận thức của mỗi người. Thành ra như là cái con mũi đó thì nó sống có 7 ngày, khoa học bây giờ có nghiên cứu thấy như vậy. Nhưng mà đối với con mũi nó có thể là 7 năm, 70 năm, mà mình thấy thì có 7 ngày. Thành ra cái thời giờ một ngày của nó bằng 7 năm của con mũi. Thì cõi trời cũng vậy, nhưng mà từ thức ở cõi người này lạc qua cõi trời nửa năm tiên cảnh một bước trần ai, lên cõi trời nửa năm mà trở xuống cõi này là 50 mấy năm. Thì ông Tịnh Khoan gì được Đức Phật Quan Âm dẫn qua bên xứ Cực Lạc, nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp có một vài pháp mấy tiếng đồng hồ, mà về đây đó là 5 năm mấy. Thì chúng ta thấy cái thời gian đó nó tùy theo cái nhận thức như thế nào, cái thời gian như thế đó thôi. Chúng ta trở lại, thành ra tôi muốn rằng chư Phật tử phải tìm hiểu lại con người của mình. Mà tìm hiểu thì sao? Chúng ta cũng phải đi từ lớp mẫu giáo, chúng ta phải học giáo pháp, rồi chúng ta phải trả bài. Muốn trả bài là trong tâm mình phải có số vốn. Quý vị nhớ, quý vị đi học thì cũng giống vậy thôi. Quý vị muốn học một bài thuộc lòng đó để trả cho ông thầy giáo, cô giáo, thì quý vị học một lần không thuộc đâu. Nếu mình sáng mình học chừng 7 lần, 10 lần, còn mình tối học phải 3, 40 lần. Mà phải kiếm chỗ thanh tịnh, vắng vẻ mà học. Ra ngoài chợ, chỗ hàng bán thịt, bán cá là học bây giờ 3, 4 ngày cũng không thuộc nữa. Thì người tu chúng ta cũng vậy. Nghe giáo pháp phải ở thanh tịnh. Nghe rồi, về phải ọc ra. Nghe mà để 1-2 bữa là quên hết. Thành ra thư kêu trả bài, nhiều Phật tử sợ bạch sư: con sao mà mau quên quá. Tôi nói đâu phải cô quên, mà ai cũng vậy thôi. Muốn nhớ dai là phải ôn tới ôn lui. Văn ôn thì phải võ luyện. Phải văn thật, phải ôn tới ôn lui hoài. Như tôi đã thọ giới 250 điều rồi, một tháng phải trả tới 2 lần. Mà trước khi trả đọc cũng quên, phải ôn trước, ôn tới ôn lui. Cái A Lại Da mình là cái kho rất lớn, bao nhiêu nó cũng chứa trong đó hết. Cả 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000 kiếp nó đều chứa trong đó, không sót một mấy giờ mai giờ hết. Thành ra mình quân tập nhiều kiếp trong đó, chủng tử thiện, chủng tử ác, chủng tử vững dưng vô ký trong đó. Mà trong đó mà chủng tử ác thì nó phải tiêu diệt chủng tử thiện, cũng như cái cuộc sống chúng ta vậy. Cái người ác thì nó phải lấn hiếp mấy người thiện, mà người thiện đông thì nó lấn hiếp lại mấy người ác. Chiến tranh cũng thế. Bên phe đồng minh bên đây thì đánh qua kia, kia đánh bên nọ, mà phe nào mạnh thì phe đó thắng. Thành ra cuộc sống chúng ta đầu tiên đó, Đức Phật dạy cái giới lực là dùng cái thiện để mà đuổi, để mà tiêu diệt cái chủng tử ác. Chúng ta ác là chủng tử quá ngu si, quá đê tiện, thì làm sao mà nhận được cái bất tử. Cái không thiện không ác nằm ở trong đó. Rồi sau đó khi chủng tử thiện nhiều rồi, từ cái thức trong sáng chúng ta mới nhận được nó. Thành ra Đức Phật ra giới lực là 8 giới nhập nhị thiền. Thì người này trăn trở có thể thấy được cái bất tử. Mà muốn nhập nhị thiền thì cuộc sống quý vị về giới lực, về xác thân phải cho đơn giản. 5 giới chưa đơn giản lắm đâu. Tới 8 giới là đơn giản, 3 cái sau là 3 cái hạnh. Thành ra tôi muốn ở đây, tôi thấy đa số là giữ giới. Thời buổi này giữ giới rất kỹ, rất giỏi. 5 giới mà đa số ăn chay trường. Theo cái luật đó thì 5 giới là 10 ngày chay thôi. Mà đa số là ăn chay trường. Tôi rất kính mến. Rồi có cái giới rồi, có nghe pháp nữa rồi, nhưng mà pháp thì không nhớ. Không nhớ là bị bây giờ cuộc sống chúng ta nhiều vấn đề đa đoan.
nào mà lo cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, rồi phải xã giao bên ngoài, rồi đủ thứ tiện nghi. Nhà nào cũng có truyền hình, có máy di động gì đó, rồi có máy nghe đĩa, nghe băng, ôi đủ thứ vô trong cái nhà chật cứng. Trinh sát tôi chọn ở chỗ tiếp khách. Còn cái nhà của gì chỗ tiếp khách nội cái bộ đồ salon đó, tôi thấy nhà nghèo cũng có một bộ đó chi vậy. Tôi đây tiếp khách thì ngồi trên đất à, không thì thôi. Mình cứ như vậy rồi làm sao, cuộc sống làm sao. Thành ra tôi đây là tôi sống như Đức Phật hồi xưa. Đức Phật hồi xưa đó là không bao giờ ứng phú. Phật tử lợi tâm Ngài thì ăn uống phải tự lo lấy. Ngài không có vấn đề ứng phú. Cái danh từ hồi xưa Đức Phật ứng phú là Ngài không có đãi đằng. Còn bây giờ chúng ta đi đâu là đến đó để ăn. Thì Ngài rầy chư tỳ kheo đó đến đây đó là để thừa tự pháp, chứ không phải thừa tự ăn uống. Thừa tự pháp là nhận lấy cái pháp lý, bị cái đó là cao hơn cái vấn đề ăn uống. Cái đó là món ăn tinh thần sống đời đời kiếp kiếp, thịt của tam tạng mà. Chúng ta coi cái chuyện Tề Thiên, ăn một miếng thịt tam tạng là sống một mấy ngàn năm. Ai cũng muốn ăn, ma quỷ nào cũng muốn ăn. Nhưng mà bắt tam tạng rồi ăn không vô. Thì quý vị bây giờ cũng vậy, giống như ma quỷ. Mình là kẻ đói mà. Đói đây không phải là đói sắc thân, mà đói các pháp lý. Mình muốn niết bàn, muốn thành Phật, mà thành Phật thì pháp lý đầu tiên. Muốn ăn pháp lý mà ăn thì không vô. Ăn thì phải có giới, có định, có huệ. Ngồi phải tham thiền, muốn tham thiền thì phải có chất liệu pháp lý. Mà muốn có chất liệu pháp lý thì phải giữ giới cho kỹ. Rồi cái giáo pháp mình sẽ đi sâu vào đó. Nhưng cái ác nghiệt là tôi hỏi người vị đó tu làm cái gì? Nó mong cầu để thấy hào quang. Tôi nói chết rồi. Sai, ngồi thiền thì được mà cái mong cầu lại sai. Mong cầu để hiểu pháp lý. Hiểu cái giáo pháp mà tôi giảng để coi cái sự chuyển biến trong con người của mình. Thành ra tôi muốn bắt trả bài là chỗ đó. Mong cầu hào quang thì nếu mà mình có người thì thấy hào quang đỏ. Thì tôi thấy là cái tướng tình của cô đó là thuộc Atula. Tức là thích chiến đấu, thích ganh tị. Còn có người thấy hào quang vàng, tức là cái tâm đã yên lặng, không còn ham muốn nữa, giống như Phật. Còn hào quang xanh là thích sống lâu, hào quang trắng là giữ giới kỹ. Đại khái nó như vậy. Nhưng mà có đó ích lợi gì cho vấn đề giải thoát? Nó là cái phương tiện thôi. Thành ra chư Phật tử phải ôn bài, để rồi khi cái diễn biến ở trong con người mình phải nhận biết nó. Nhận biết, không nhận biết nó là bốn đường ác ngay hiện tại. Mà nhận biết nó mà cải sửa thì bốn đường thiện trong hiện tại. Khi mình hiểu một cách rành, nhờ mình ôn tới ôn lui mình hiểu rành, thì chỉ nhận biết nó thôi. Nó làm sao nhận y như vậy? Không cải sửa, không phê phán, không chen vào nó. Thì cái này là Phật. Phật đâu có pháp môn. Chỉ cần hiểu biết những cái ngóc ngách, những cái diễn biến, tư tưởng bắt đầu sao, diễn biến sao, rồi chấm dứt sao, rồi lại phát sanh sao, nhận y như vậy. Thì dòng tranh từ của Đạo Phật là như thật biết. Mà muốn qua như thật biết thì tất nhiên phải qua lấy cái thiện đuổi cái ác đi. Còn đây tôi sẽ nói tới vấn đề trộm xe. Hôm trước tôi có học kể một lần đó, thì tôi sẽ kể lại rồi quý vị mới giải thích câu đó. Chúng ta đây có ba câu chuyện. Một là Bồ Đề Lạt Ma Lương Võ Đế. Thứ hai là Huệ Năng và ông Quyền Giác. Cái thứ ba là Xá Lợi Phất và Phú Lầu Na. Thì chúng ta về nghiền ngẫm trong đó là giữa tư tưởng và bát nhã. Thì tôi muốn quý vị thực hành, thành ra tôi mới năn nỉ quý vị có nhân duyên đó. Quý vị phải ngồi thiền. Mà ngồi thiền quý vị chung vô trong cái phòng mình ngồi, rồi mở quạt máy thì khó mà đi vào sâu vào thiền định. Quý vị phải lựa chỗ nào trời, trăng, mây, nước, khoảng khoát. Đức Phật nói lợi ở dưới gốc cây lớn, trong căn nhà trống, hoặc là tha ma, nghĩa địa. Rồi quý vị người nữ thì sợ tha ma lắm, sợ ma.
ma mới là gần với mình cũng là ma thôi. Nếu mà nơi đó mình yên lặng thì nó có hiện ra, thì mình nói chuyện với nó chứ có gì đâu. Thành ra người tu rồi là không có sợ cái gì hết, mà kẻ đáng sợ nhất chính là mình, có vậy thôi. Mình mà có tư tưởng xấu là ma, ma nó chết rồi, có những cái ma nó thiện. Những người tu ma mà chưa đi đầu thai thì đó là ma tốt, nó thuộc về chư thiên, nó sẽ giúp đỡ mình. Còn những chúng sanh mà ác thì chết lên nó còn cái linh hồn nó ác, nó sẽ phá mình. Nhưng mà phá được hay không? Không. Nếu phá được là do mình chiếu cảm với nó. Mình có tư tưởng ác thì ma ác nó nhập vô mình. Chứ không bao giờ ma mà phá được người tu mà giữ giới kỹ. Chúng ta nhớ viên án chịu thối chín kiếp, sanh tới sanh lui chín lần, mà chịu thối phá viên án phá không được. Ông giữ giới kỹ, ông có tư tưởng thiện thì chư thiên cảm ứng vô đó, thì ma quỷ làm sao vô được. Tới kiếp thứ 9, ông pháp lý rất giỏi, làm tới quốc sư 9 nước, thì ông vua đãi ông cái tòa trầm hương, tức là cái bồ đoàn mà cây trầm hương, và phải đi bằng 2 cái đầu gối. Ông ngồi trên tòa cao ấy, thì bây giờ ông khởi lên một cái niệm danh vọng chưa ai bằng ổng. Mà ông vua 9 nước mà quỳ bằng 2 cái đầu gối, mà cái tòa trầm hương dâng lên pháp sư, thì còn cái gì cao bằng ông vua cũng chưa bằng. Ông có cái niệm đó thì ông chịu thối bây giờ mới nhập vô làm cái một ghẻ. Ông từ ở trên tòa đó nhập vô cái một ghẻ, nó làm nhức ông. Ông từ trên tòa cao ông té xuống tới dưới đất. Thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có tư tưởng ác thì ác ma mới nhập được. Thành ra chúng ta đừng sợ ai, chỉ sợ mình thôi. Ở trên thế này chỉ sợ mình, đứng theo đạo Phật. Thành ra mình là cái gì? Mình là tư tưởng ác, tư tưởng thiện và giải thoát. Giải thoát rồi thì không còn dính mắc tư tưởng ác, tư tưởng thiện nữa, thì làm sao mà nhập vô được. Thành ra Đức Phật có người ta lại hỏi Đức Phật, các vị lãng sau khi chết rồi thì tìm ở đâu? Câu này mà lơ mơ là không hiểu nổi. Thành đó có khi Ngài chỉ mỉm cười, Ngài không giải thích. Có khi mà thấy cái trình độ người đó được thì Ngài giải thích. Thì Ngài mới nói rằng cũng như có tư tưởng thiện, tư tưởng ác thì phải có cái tư tưởng là có hình tướng thì còn kiếm được. Nhưng mà cái hư không nó sanh ra tất cả hình tướng, mà nếu vị đó là hư không thì bây giờ ngay hiện tại còn hình tướng thì nương vào hình tướng biết, mà hình tướng đó là mất rồi thì làm sao mà thấy được hư không ở đâu. Thành ra chúng ta thấy cái khó của vấn đề niết bàn, của vấn đề chân tâm của chúng ta, nó là cái chỗ hiện ra tất cả, mà muốn thấy nó là khó thấy. Thành ra có nhiều người nói chết là hết, nhưng bây giờ khoa học bắt đầu tiến cao thì chúng ta thấy rằng dẫn chứng nó dễ hơn. Thành ra tôi đi có ông anh làm bác sĩ, ông không chấp nhận cái linh hồn. Ông nói linh hồn thì phải thấy, phải rờ mó, phải nghe, phải nắm bắt được. Tôi nói đúng. Thì tất nhiên kêu là thực hiện lâm sàng. Linh hồn không thể thực hiện lâm sàng được, vậy là nó không có. Tôi nói giờ tôi hỏi bác sĩ một cái, bác sĩ trả lời đi, rồi tôi chỉ cái linh hồn. Bây giờ cái luồng điện có không? Nó ra làm sao? Nó bao lớn? Nó màu xanh, đỏ, trắng, vàng? Ông nói không có. Không có, vậy là điện không có. Chừng nào bác sĩ chỉ điện đi thì tôi sẽ chỉ cái linh hồn. Nhưng mà nói không có điện được không? Không được. Tôi đút bóng đèn nó phát ra ánh sáng, tôi đút bàn ủi vô nó cho sức nóng, tôi đút quạt máy vô nó quay, tôi nói có điện. Như vậy là điện là cái gì? Điện là ánh sáng bóng đèn hay là quạt máy hay bàn ủi hay là tủ lạnh? Cái đó đâu phải là điện. Cái đó chỉ là cái dụng của điện. Thành ra tôi mới hỏi giờ bác sĩ thấy bằng gì, nghe bằng gì, ngửi bằng gì, nói bằng gì? Thì nói cái đó con nít nó cũng biết nữa. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng miệng, ngửi bằng lỗ mũi. Tôi nói bác sĩ mà còn ấu trĩ, còn con nít. Chúng ta thấy nó khó lắm. Có học lên tới bác sĩ mà trả lời còn không được chính xác.
Nếu mà thấy bằng mắt nghe bằng tai, bây giờ có một người bạn bác sĩ đến thăm, bây giờ ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có nói không? Như vậy tại sao bác nghĩ nó thấy bằng mắt, thấy ma cũng có mắt, có tai? Thì chúng ta thấy cái này là một vấn đề khó khăn. Mà chư Phật tử muốn nhận được cái linh hồn thì mình có thể nhận được thôi. Mà nhận rồi người ta hỏi thì giống như tôi thường nói là người câm mà nằm chiêm bao. Không có cái câu nào hỏi thôi. Thức dậy rồi người ta hỏi thì cũng ứ ớ thôi. Làm sao diễn tả được? Ai muốn diễn tả thì uống nước nóng lạnh. Tự người đó phải đi vào thực chứng. Mà thực chứng thì phải giữ giới, phải thiền định. Thiền định sẽ nhận được nó. Mà nếu quý vị nhận được nó thì quý vị thấy nó rất quan trọng. Rồi quý vị sẽ chấm dứt cái đau khổ này. Quý vị sẽ sống như mọi người. Nhưng quý vị sẽ thấy rõ, quý vị không dính mắc vào nó nữa. Cũng như Bậc Thánh Nhân, Đức Phật ăn, Ngài cũng biết ngọt với chua cái vậy. Nhưng mình ăn rồi mình cái ngọt mình thích. Người phàm phu thì thích, còn Đức Phật là không có thích. Ngài ngon, Ngài vẫn biết ngon. Nhưng mà cái tư tưởng muốn ăn nữa là không bao giờ có. Phải có ma sát thân thì phải có cảm giác. Nhưng mà giải thích cảm giác hà hơi, làm cho cảm giác càng ngày càng phức tạp thêm, thì một vị thánh nhân không có cái đó. Thì chúng ta phải học sâu vào duy thức. Thành ra tôi mới giảng duy thức, tôi là tính giảng duy thức ở đây nữa đó. Nhưng mà không biết có sức khỏe hay không. Duy thức thì nó nằm trong chữ Hán. Mà nếu không nhờ duy thức là chúng ta khó đi sâu vào trong cái con người chúng ta. Bây giờ ở ngoài quý vị đi học cái gì mà duy tính gì gì đó đủ thứ hết. Quý vị nói trời nó đa năng. Mà con người mình đa năng gấp cả triệu cả tỷ lần nữa. Thì tôi nghe cái mấy ông mà Thiện Nam bây giờ kể tôi nghe cái máy vi tính nhỏ xíu vậy. Có thể thấy cả thế giới, có thể chụp hình luôn, có thể nghe tiếng nói luôn mà bỏ trong túi mình không hay nó thâu hết. Rồi về có thể bấm nó hiện ra rồi muốn chụp hình đưa ra ngoài có được hết rồi. Thì chúng ta thấy cái cuộc đời bây giờ nó phức tạp vô cùng. Nhưng mà cái đó ăn thua gì, đâu có đưa đến giải thoát. Mà chính mình tìm hiểu lại con người mình sẽ thấy là mình thấy rõ nó rồi. Thì mình không còn dính mắc nữa. Mà cuộc đời này làm sao để thấy rõ? Rồi chúng ta thấy cái đó khó nhất, làm sao thì không bao giờ thấy rõ. Thấy rõ thì không có làm sao. Tức là chúng ta học cái giáo lý cho nó rành. Hiểu được những cái ngóc ngách, cái xảo trá của tư tưởng. Nắm cho nó vững, rồi chúng ta coi lại trong con người chúng ta. Khi chúng ta nắm vững hiểu rõ nó rồi thì nó chuyển biến làm sao mà để y như vậy. Thì đó là Bát Nhã, đó là Phật. Thành ra bây giờ tôi mới giảng là quý Phật tử cố gắng. Mình có ba thân thôi, mà nếu mình thấy rõ được cái thân thứ nhất là thân bên ngoài thì mình đắc quả nhập lưu. Thì nhập lưu thấy rõ cái thân đó, nhưng cái thân đó là thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì người trời thấy không rõ, mà thấy cái tai hại của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên chạy trốn, thăng qua, tiến hóa lên cõi người, trời dục giới. Cõi người là ba giới, cõi trời dục giới là năm giới. Còn nhập lưu thì thấy rõ cái diễn biến của bốn đường ác. Mà thấy rõ thì các ngài không chạy trốn, không thăng qua đâu hết. Các ngài vẫn sống trong đó mà các ngài không dính mắc. Thì tôi mới dùng chữ thấy rõ với cái lờ mờ. Thấy rõ là trí tuệ, lờ mờ là vô minh. Ví dụ tôi thấy là ngạ quỷ thì chưa có, chúng ta phải rành đó. Địa ngục, vật lý là chưa có biết, chưa có sự sống. Sinh lý là mắt tai mũi lưỡi, có sự sống mà chưa có biết. Rồi tới ngạ quỷ là nương vào con mắt để phát ra những cảm giác dễ chịu, khó chịu, dửng dưng một cách lờ mờ. Thì quý vị phải nhớ con mắt không phải là cảm giác.
cảm giác thuộc về tâm mới mượn con mắt làm cơ quan để phát ra cái dễ chịu, kể đó là ngạ quỷ, thì ngay trong năm người mình phải nhận thấy. Nếu học giáo lý kỹ là mình biết rõ. Thành ra sau này cái cảm giác mà có ngạ quỷ khởi lên, mình không biết mình chính là ngạ quỷ. Còn mình biết, mình cải sửa thì lên cõi người trời giết một cách lờ mờ. Rồi khi mình biết rõ, mình nhận nó, mình không dính mắc vào nó, thì nó vẫn diễn biến, mình để nó diễn biến. Thì đây là nhập lưu, có vậy thôi. Thành ra quý vị phải học giáo lý, rồi phải ngồi thiền cho sâu, quý vị mới thấy những cái diễn biến đó. Mà thấy một lần chưa rõ đâu, quý vị thấy 2, 3, 4 lần, và lần lần quý vị mới thấy được súc sanh, là có cảm giác, bây giờ lại có tư tưởng. Mà tư tưởng là gì? Là tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà quý vị phải biết sắc là tất cả những cái gì là đối tượng con mắt, tai là tất cả âm thanh đối tượng của lỗ tai, mũi, hương, mũi, mùi là tất cả đối tượng của lỗ mũi. Tất cả vị, ngọt, chua, cay là đối tượng của cái lưỡi. Tất cả trơn, láng, mịn, màng, lạnh, nóng là đối tượng của sắc thân. Thì khi cái cảm giác nó thấy lờ mờ rồi, nó qua tới cái đầu, thì cái đầu nó cải sửa lại kêu là pháp trần. Thành ra pháp trần là không gì hết, mà chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối tượng nó được làm cho nó rõ thêm. Thì cái đó đó đạo Phật kêu là tư tưởng của súc sanh lờ mờ. Thì tâm thân này quý vị phải thấy rõ. Mà nếu thấy được cái đó không rõ lờ mờ, quý vị hành động theo cái đó là hành động theo loài thú. Thành ra sư trưởng viết rất rành, tôi coi hoài tới lui, quý vị phải coi tới coi lui cái bài lục căn của chân lý đó. Thì tư tưởng là gì? Tư tưởng là cải sửa cảm giác của súc sanh. Thì chúng ta để ý đó, sư trưởng nói đó, loài ngạ quỷ là sống lộn ngược, kêu là quỷ đói, ngạ là đói. Cái đầu ở dưới đất, cái chân lên trời. Thì chúng ta thấy cỏ cây luôn luôn vậy. Cỏ cây cái đầu ở đâu? Cái gốc cây ở đâu? Ở dưới đất. Cái chân của cây ở đâu? Tức ở trên. Thành ra kêu là sống lộn ngược. Thì chúng ta thấy kêu là giải đạo quyền, cởi mở cái sự lộn ngược. Nếu chúng ta sống vậy là chúng ta sống lộn màu, lộn ngược. Rồi qua tới súc sanh, thì đầu đít ngang nhau. Chúng ta thấy loài thú đi bốn chân, cái đầu với cái đít bằng nhau. Tất nhiên là nó có tư tưởng. Ngạ quỷ là chưa có tư tưởng mới có cảm giác. Thì chúng ta phân biệt chỗ đó. Còn loài thú nó sống có tư tưởng, nhưng mà chưa có dây thần kinh, chưa có sắc thân thứ hai. Như loài thú, con chó, con trâu, con bò mà chúng ta chẻ ốc nó ra chưa có những dây thần kinh. Chúng ta chích thịt nó thì được, mà chích gân nó chưa có. Chúng ta mà bệnh là chích thịt được, chích gân được. Còn con chó, con heo được chích gân là không có, chích thịt nó thôi. Nó khác với mình, thành ra đầu đít nó ngang nhau. Tới con người bắt đầu có ý chí. Ý chí là một sự cải sửa kêu là nghiệp. Thành ra quý vị phải học cái nhân quả và cái nghiệp. Tôi thấy ở đây có một số không hiểu, và mấy pháp sư giảng mà thâu đĩa, đa số giảng trật hết. Nó khó nhất. Cái nhân quả, cái nghiệp thì sao? Từ ngạ quỷ tới loài thú súc sanh, sống nhân quả chưa có nghiệp. Mà chúng ta thường làm nhân quả với nghiệp là một thứ. Thật là khác rất xa. Nghiệp là sự cải sửa nhân quả. Còn nhân quả chưa có nghiệp là nhân nào thì quả đó là nhân quả. Cái này chúng ta phải học, rồi chúng ta phải thấy trong cuộc sống này. Tức là hột bình bát, gieo xuống cây bình bát, trái bình bát, đó là nhân quả. Nhưng mà hột bình bát, cây bình bát mà trái mãn cầu, đây là nghiệp. Nghiệp thì có nhân quả, mà nhân quả chưa có nghiệp. Chỉ có loài người mới có nghiệp, loài thú chưa có. Con chim, loài thú con chim nó làm ổ 100 năm, 1000 năm sau cũng vậy, nó chưa biết cải sửa. Con chó nó bệnh thì nó ăn cỏ ọc hết, hết bệnh, không hết thì chết.
chứ nó không có biết cải sửa. Tức là người bắt đầu có ý chí có nghiệp. Có nghiệp mới là có thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây này kia đủ thứ hết rồi, có chích, có dòi ấn, có đủ thứ hết. Thành ra có người thông minh hơn loài thú, thành đó mới là cai trị loài thú. Chúng ta thấy một con voi, một con sư tử bự vô cùng, mình làm gì làm lợi nó. Vô trong rừng là nó ăn thịt mình cái một, nó nhảy nó xé một cái một thôi. Thế mà sư tử chưa bao giờ bắt được người ta, mà người ta lại bắt được sư tử. Nhỏ con vậy đó mà độc đáo. Làm thì là không lợi, nhưng mà bắt nguyên con sư tử nhốt trong lòng đem ra biểu diễn. Vô vườn thú chúng ta thấy, mà có nghe nó con thú, con sư tử, con voi bắt người ta nhốt bây giờ không bao giờ coi được đâu. Thì chúng ta biết con người cái nghiệp. Thành ra kêu là con người bắt đầu đầu trên chân dưới, đi hai chân. Còn loài thú đầu đích ngang nhau, đi bốn chân. Mà chúng ta phải hiểu cái đó. Mà muốn hiểu chúng ta ngồi thiền là dòm lại cái xác thân này. Thành ra loài thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sống bằng cái nhân quả, kêu là sống với bản năng. Thành ra ngạ quỷ đó là cảm giác làm sao thì hành động như vậy, không có tư tưởng, không có sự phân biệt. Loài thú thì phân biệt lờ mờ, nghĩ tưởng sao làm vậy chứ không có biết cái hậu quả, tức là chưa có nghiệp. Con người làm phải nghĩ tới hậu quả của nó, tức là phải có ý chí. Làm uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Làm cái gì phải nghĩ được cái hậu quả như thế nào, tức là có một sự suy xét, một sự đắn đo, lựa chọn để mà hành động, thì mới gọi là người. Thành ra con người mới có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Loài thú không có. Loài thú mà nói quyền lợi với loài thú, trách nhiệm nó làm sao, không có. Nghĩa của mẹ đối với con, cha đối với con đối với mẹ là loài thú không có vụ đó. Nó sống một cách hoang đàng, sinh con ra rồi bỏ đó thôi. Rồi có khi con nó lại ăn thịt mẹ, mẹ ăn thịt con. Con sư tử đó, thì trong kinh viết mấy người cổ đức nói, nó con sư tử cái nó ngồi trên cái hang á. Con sư tử đực thì nó hay, nó trước khi mà nó đói bụng nó muốn ăn đó, nó đứng ra nó rống một tiếng rống của con sư tử. Thì con khỉ, con treo, con này con kia, con nai đó chết giấc hết. Chết giấc giống chết giấc thiệt. Rồi nó đi tới nó ăn từ con, nó bụng nó trở về. Một chừng 15-20 phút sau là mấy con đã tỉnh dậy mới chạy. Còn sư tử cái là không biết rống. Chúng ta thấy trong các loài thú nên người ta cũng vậy. Con đực bao giờ cũng quay và đẹp đẽ hơn. Con cái thì yếu xìu à. Chúng ta vô trong giường chúng ta coi con sư tử đực với sư tử cái. Sư tử rông rá xùm xòm, cái mặt nó thấy mà hung tợn quay dũng. Còn con sư tử cái tóc da, nó đói bụng rồi nó đâu có tiếng rống được, nó không biết rống, chỉ có con sư tử đực. Thì nó ngồi trên miệng hang, nó sanh ra đàn có 7, 8, 9, 10 con. Thì con nào này nhảy lên là nó bắt con, nó xé thịt nó ăn. Cái đó là cổ đức viết lại á, cho tôi không có từng biết, tôi không có trong rừng không biết. Thành ra loài thú là cái loài man dại, chỉ có tư tưởng phân biệt một cách lờ mờ chứ không có nghiệp, tức là không có ý chí mà cải sửa. Thành ra ta thường nói người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Thành ra muốn thành Phật là phải từ người trời dục giới trở lên mới mai ra nhận được cái bất tử. Thành ra tôi thường nhấn mạnh với quý vị về địa ngục ngạ quỷ để quý vị thấy trong con người mình đầy đủ hết. Rồi sau đó quý vị về phải ọc ra và ngồi thiền nhơi lại, thì mai ra quý vị mới thoát cái luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Thành ra tôi chú trọng về pháp lý. Mà pháp lý quý vị thường thích nghe như là nghe tiểu thuyết thì không được. Bây giờ quý vị có nhiều phương tiện, có đĩa, quý vị về buông ra lại. Rồi có người mới nói, bây giờ tôi quý vị dở nhiều thứ lắm. Thôi vậy thì con đâu cần đi nghe đây nghe pháp chứ.
Con ở nhà tiền bạc thiếu gì, con có máy, con đem cái đĩa của sư về, con dặn con nghe. Có khi con nấu cơm con nghe, nấu nước con có nghe, con nằm treo queo rồi con nghe, rồi con nhập thiền luôn, ngủ thiền luôn. Chúng ta nghe, chúng nghe tiểu thuyết, trời ơi làm sao mà hiểu. Mà nói là sư thiết ở đây viết cái đĩa một thứ thôi, cái hiểu biết mình quá tệ. Một thứ không, thì cũng là băng của sư, tiếng nói của sư, nó khác nhau một trời một vực. Cái máy đó là vật lý, nghĩa là địa ngục. Quý vị nghe địa ngục thuyết pháp cho quý vị là quý vị nghe mà cái địa ngục nó không có cái linh hồn, không có sự cảm ứng đạo giao, thì làm sao mà hiểu được. Quý vị ở nhà tự học, với người vô học có thầy thì cái nào giỏi hơn. Cái đó là những người trình độ siêu xuất thì mới có thể tự học mà thi đậu được. Trong hàng triệu người mới có một hai người như là Phật Thích Ca thôi. Ai mà nhập định mà có 49 ngày thành Như Lai, không bao giờ có. Ông Hư Vân Thiền Sư nhập mỗi một tháng nhập 40 ngày, mà ngài đâu có dám xưng là cái gì đâu. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Cũng như niệm Phật vậy, có người niệm Phật thì xuống địa ngục ngạ quỷ, có người niệm Phật về cõi trời, có người niệm Phật về cõi Phật, có người niệm Phật đắc quả nhập lưu nhất Như Lai, có người niệm Phật thành Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì khác nhau ở cái tâm. Thành ra tôi muốn quý vị đây đó đại đạo Phật thì sống về cái tâm, chứ đừng sống về cái thân với cái miệng. Nhưng nói như vậy không phải là bỏ thân miệng, thân, tâm và hoàn cảnh. Thì cái tâm là chánh, nhưng muốn được cái tâm thì phải nhờ hoàn cảnh, là nhờ cái thân. Nhưng mà chú trọng về cái thân thì kẹt, nương vào thân, nương vào hoàn cảnh để có cái tâm. Được cái tâm rồi, được tâm tức là A-la-hán, thì thân và hoàn cảnh không quan trọng nữa. Còn nếu được cái thân cho nhiều, sống hàng triệu tuổi như mấy ông tiên, mà khi cái tâm dục vọng khởi lên thì cái tâm bị tiêu, sa đọa xuống liền. Như ông Quốc Đầu Lâm Phất chẳng hạn, từ tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng tột đỉnh của tam giới, thế mà vẫn còn sân. Khi xả định ra, xả thiền ra rồi, nghe con cá mà nó ăn móng, hồi đó lúc ông nhập ra thì ông không có sân được vì cái tâm ông cao. Khi xả xuống rồi, ông nghe ông giận, ông chết làm con chim phi ly, đọa chim phi ly liền. Tu theo phép đè nén là vậy. Nhưng mà nếu ông chịu qua đạo Phật, ông nhận được cái bất tử thì ông bằng với Như Lai. Như vậy đó. Nhưng mà những người vậy làm sao mà cầu có Phật độ mới được. Còn người tầm thường độ họ là họ độ không được. Bởi vì muốn độ ông bác sĩ, mình phải trình độ bác sĩ, mình phải biết hết tất cả, lấy lệ ông, lập đinh ông, thì hoa mai nó mới phục. Thành ra Đức Phật là đa diện, cái nào ngài cũng siêu hết trơn. Bác sĩ lợi thì ngài nói về vấn đề đạo Phật qua vấn đề bác sĩ, còn người kiến trúc thì ngài nói về đạo Phật qua vấn đề kiến trúc, thì họ mới rành danh từ đó. Như bây giờ tôi giảng, tôi nói căn trần thức, thì mấy ông bác sĩ, mấy ông đại học sinh viên bây giờ biết căn là cái gì, trần là cái gì, không hiểu tôi nói cái gì hết. Mà tôi nói vật lý tiếp xúc sinh lý sanh ra tâm lý thì họ hiểu liền. Còn tôi nói căn tiếp xúc với trần sanh ra thức thì họ không chả hiểu gì hết. Thành ra một nhà pháp sư rất là khó, phải hiểu toàn diện nhiều phương diện khác nhau. Cũng như ở đây mà tôi đổi qua một cái là Phật tử không nắm được cái gì. Lâu lâu cái tôi đổi danh từ, tôi đổi cái cách thức thì quý vị tùm lum hết trơn. Thành ra tôi phải coi nhiều kinh, nhiều danh từ khoa học bây giờ đang tiến sao. Thành ra thỉnh thoảng tôi cũng phải coi. Cũng như chủng tử thì đạo Phật trong di thức kêu là chủng tử. Khoa học đâu có kêu chủng tử, nói chủng tử thiện ác không biết. Phải nói là điện tử âm, điện tử dương thì họ hiểu liền. Còn đạo Phật thì nói tất cả do thức biến, họ có biết thức là cái mốc gì vậy không? Mà nói là năng lực biến thì khoa học hiểu liền. Tất cả cuối cùng chỉ còn năng lực thôi. Phá bỏ những cái điện tử âm dương thì nó biến thành năng lực. Thì định lực E và MC bình phương, định lực Einstein là năng lực có thể biến thành vật chất. Mà trong Bát Nhã Tâm Kinh
Thì lời nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc thức thì không, mà họ có biết không là cái gì? Không là năng lực. Năng lực chẳng khác gì vật chất, vật chất chẳng khác gì năng lực. Năng lực tức là vật chất tức là năng lực. Khoa học hiểu liền. Vật chất tức là đồ vật này, ổ bánh mì, cơm, gạo, cái đôi dép, dù, mũ, đó là vật chất. Vật chất tức là năng lực biến thành, năng lực là một cái luồng. Rồi năng lực này có thể tạo thành vật chất. Vật chất chẳng khác gì năng lực chẳng khác gì vật chất. Vật chất tức là năng lực tức là vật chất. Một trái bom nguyên tử có một vài ký thôi, mà trong đó chứa hàng tỷ 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 năng lực trong đó. Khi nó nổ vỡ rồi, cái năng lực này kêu là cái phóng xạ, nó đem ra nó lấy mất những cái điện tử âm dương trong cơ thể mình thì chết lập tức. Một trái bom nhỏ vậy đó mà giết hàng trăm hàng triệu người. Thôi đại khái là như vậy. Thì thôi hôm nay tôi nhắc lại như vậy, chắc tôi còn phải nói nhiều lần nữa. Cái ý của tôi mong đó là quý vị phải nghe giáo pháp. Thì ở đây nghe giáo pháp rất nhiều, mà giáo pháp quan trọng nhất là ngay trong cơ thể của mình. Thành ra nói trong cơ thể mình vậy mà có ba cõi, một cõi dục, một cõi sắc, một cõi vô sắc. Cũng ngay đây, cõi dục đó là cái sắc thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân đầu óc, thì quý vị nhận được. Còn cõi sắc là khó ạ, tức là các dây thần kinh. Mắt thì không phải mắt mà dây thần kinh thị giác, tai thì là thần kinh thính giác, mũi là thần kinh khứu giác. Đó, sắc thân là thần kinh xúc giác. Khi nào quý vị sống với cái thần kinh này thì quý vị không còn ăn uống bên ngoài nữa, mà quý vị ngồi thiền 40 ngày, 40 năm, 40 triệu năm, thì quý vị ăn bằng những cái hỷ lạc của dây thần kinh. Thành ra khi quý vị chết rồi, cái dây thần kinh này phải 8 tiếng sau mới chết thiệt, còn cái xác thân bên ngoài chết liền. Do chỗ đó là trong tịnh độ mới là người chết không được chôn liền. Trong 8 tiếng có thể sống lại, qua 8 tiếng là chết thiệt, dây thần kinh đứt hết. Quý vị phải biết, thì cái này là khoa học bí, bác sĩ cũng bí. Kỳ đó có bác sĩ vào xuống tôi hỏi, con nói cái này khoa học không biết đâu sư ơi. Vì mà chết là 8 tiếng mới chết thiệt, thì dây thần kinh khoa học cũng đầu hàng. Như tôi bây giờ điếc cái lỗ tai, mà lỗ tai tôi rất tốt. Ở dưới này mấy bác sĩ coi nói lỗ tai sư không có hư, tốt hoàn toàn. Nhưng mà nó nhức rồi giờ nó không nghe nữa. Như vậy lỗ tai tốt mà tại sao bây giờ không nghe? Lên tới bệnh viện Pháp Việt tôi đi tìm để coi sao nó nhức chịu không nổi. Thì có cái máy nó chiếu vào lỗ tai mình, nó rọi lên cái truyền hình nó cho mình thấy. Bác sĩ nói sư coi nè, lỗ tai sư rất tốt, đâu có hư, đâu có mủ, đâu có gì đâu. Những cái cơ quan ở trong đó rất là tốt. Mà tôi nói vậy sao mà tôi biết? Ông nói không biết. Bác sĩ mà không biết. Ông nói chắc có lẽ thuộc về dây thần kinh thính giác. Tôi nói chắc có lẽ là bác sĩ đoán thôi. Mà nói là trị giờ phải đoán thôi. Tôi nói giờ làm sao trị? Bác sĩ nó không có trị. Bên Tây Y là không biết bệnh làm sao trị. Mình chứ đâu có bệnh lỗ tai gì đâu. Bây giờ dây thần kinh thị thính giác thì làm sao mà khoa học biết, làm sao mà chiếu vào trong đó được. Đó, thành ra chúng ta thấy cái sắc thần thứ hai là cõi trời sắc giới. Mà ở trong kinh Lăng Nghiêm nó kêu là cõi trời trung giới. Còn mấy nhà bác học là cõi trời hạ giới. Hạ giới là dùng cái gì cũng phải dùng bửu bối hết. Trung giới không. Người ta lấy cơ thể mình làm một cái máy móc chứ không có lương ở bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn biết ở bên Mỹ như thế nào, tôi phải có cái điện thoại di động. Tôi bấm đúng cái số đó, bển tít tít nghe bên đây bển nói chuyện. Còn nếu tôi là một ông tiên ở trung giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì tôi ngồi đây tôi phóng cái tư tưởng ở bển thì bển nhấp cái tư tưởng phóng trở lại đây. Quý vị ở ngoài không có biết. Nếu quý vị tu đắc cỡ tôi thì quý vị có thể nhận được, còn không là tôi. Đó là những cái luồng điển giống như
cái điện thoại di động, nhưng mà tự ở trong con người mình. Chẳng hạn như quý vị muốn thấy cái phổi mình có vi trùng cốc, có bị phổi hay không, quý vị phải chụp quang tuyến X. Còn nếu cõi trời người ta không có vậy, người ta tự người ta nhìn thẳng vào con người, người ta sẽ thấy trong cái phổi đó có bệnh hay không. Thì nhìn bằng cái gì? Bằng con mắt thứ ba. Bên tiên nó có huyệt của hai con mắt thì ở giữa chân mày. Một cái huyệt đó mà nếu quý vị tu tới tứ thiền, quý vị tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào đó, thì cái huyệt đó sẽ khai mở. Thì quý vị sẽ khỏi cần máy chụp hình quang tuyến X dở đó. Thì tự ở đâu quý vị phóng ra, quý vị thấy xuyên suốt qua thể chất của con người. Còn cái lỗ tai của quý vị nó tập trung ở dưới cái yết hầu, thì cái huyệt đó khai, quý vị sẽ nghe hết các cõi trời, nghe xa hàng triệu hàng tỷ cây số. Thôi đại khái nó như vậy. Thế đó mà đối với đạo Phật cái đó không quan trọng. Thấy đạo Phật độc đáo đó. Rồi thiên nhĩ tha tâm là có thể người ta tới, người ta muốn nói cái gì mình biết người ta muốn nói cái gì, thì cái huyệt đó ngay cái chấn thủy, khi tập trung vào đó, cái huyệt đó khai, chúng ta có thể biết tâm của người đó. Nhưng mà đạo Phật nó cái đó không ăn thua gì hết. Cái đó để giáo hóa thôi, chứ vấn đề giải thoát luân hồi sanh tử là phải trên đỉnh độ, kêu là lâu tận tâm. Mà khi người chết thì cũng dựa vào đó đó. Nếu bậc thánh đó, trung phẩm thì phải ở trên đỉnh độ. Còn cõi trời hạ phẩm thượng sanh thì ở cái trán, hạ phẩm trung sanh ở cái mặt, hạ phẩm hạ sanh ở cái ngực là cõi người. Còn cái bụng là ngạ quỷ, cái chân là súc sanh, cái bàn chân là địa ngục. Thôi đại khái như vậy, tôi sẽ đi trở lại, tôi sẽ nói sâu cho quý vị ha. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho quý vị cũng như toàn pháp giới chúng ta, như toàn thể pháp giới, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo.